Lại một tấm bê tông đúc giả gỗ nguyên khối nữa sắp được hoàn thiện rồi anh em mình ơi. Ok, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Đoàn ở Gia Lai. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên cho anh em mình một tấm chiếu ngựa. Tấm này thì có kích thước chiều dài lên đến là 6m50 và chiều rộng là 1m8 chốt vuông. Hiện tại anh em mình đang xem đó là mặt dưới của tấm chiếu. Và bây giờ bên em sẽ lật lên mặt tiền. Sau khi lên mặt tiền thì bên em sẽ rong vuông lại là 1m80 anh em nhé. Phần cạnh sau khi rong vuông ra thì nó cũng khá là sạch rác rồi. Phần mặt dưới thì bên em thực hiện cũng khá là đơn giản, bào phẳng, trà nhám và quét lót thô. Nhưng khi lên đến mặt tiền thì hoàn toàn khác anh em nhé. Tấm gỗ sẽ được gia công rất là kỹ để từng đường vân gỗ phải được nổi lên một cách rõ nét nhất. Những nước nhám cũng phải thực hiện từ những nước nhám thô, sau đó tăng dần lên những nước nhám mịn hơn. Ok, và đây là hình ảnh của tấm gỗ sau khi mà đã được bào trà hoàn thiện. Về phần sơn lót cũng không hề đơn giản, phải trải qua rất là nhiều nước lót. Cứ lót lên rồi lại xoa ra, lót lên lại xoa ra, làm đi làm lại nhiều lần để phần sơn có thể thấm sâu và nấp đầy vào tôm gỗ. Và hình ảnh trong tấm chiếu mà anh em mình đang theo dõi mới chỉ lên đến nước phun đầu tiên thôi, tức là qua hai lượt quét lót bằng tay và lên nước phun lót đầu tiên, sẽ còn thêm hai lần phun lót nữa thì mới đạt yêu cầu. Anh em mình hãy cùng chiêm ngưỡng nước lót phun máy đầu tiên anh em nhé. Dài 20, rộng 1m80. Đấy, dài là 6m43. Nhỏ hơn 1m8 đấy em, nó dài nhỏ. Kinh khủng quá anh em ơi.